ta liên tục thay đổi sinh ra con người, mà chúng ta sẽ em từ từ đâu, từ đâu các bạn, mà các bạn cũng nói rồi ha, từ đúng rồi, từ thế là chúng ta sẽ tiêu thụ thức ăn vào. Thì trong quá trình chúng ta tiêu thụ những sản phẩm thức ăn vào thì chúng ta có glucid, lipid, protein, nước, vitamin và khoáng, ngoài ra có oxy nữa. Nhưng mà trong những chất đó thì chỉ có ba chất cung cấp năng lượng thôi, đó là glucid, protein và lipid. Thì khi mà nó có cơ thể chúng ta sẽ chuyển hóa, có quá trình mình sẽ chuyển hóa các bào tư để ra những cái sản phẩm trung gian, và có quá trình mình sẽ đi vào trong di động thể để nó tạo ra những cái năng lượng cho cơ thể, và ngoài ra nó thải ra những cái sản phẩm như là CO2 và nước. Thì ATP có vai trò gì? ATP thứ nhất có là nó tham gia quá trình là động năng. Động năng là gì? Động năng là sự vận chuyển trong cơ thể, động là chuyển động, đúng không? Thì động năng là chúng ta làm gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ di chuyển máu trong cổ hệ tuần hoàn, là di chuyển khí, vận chuyển khí trong hệ hô hấp và gì nữa trong quá trình co cơ gọi là động năng. Tạo ra điện khí màng, thì cái bài điện khí màng chúng ta học ở trong cái kinh tế nào rồi, đúng không? Nhờ có ATP thì nó sẽ tiếp vận chuyển gì? Ta ion natri đi ra phía bên ngoài và hay nó làm cho các bơm natri kali hoạt động, đúng không các bạn? Và thứ ba là nó động năng lượng, tức là co cơ ha. Và cuối cùng đó là tổng hợp ra các chất là gọi là hóa năng. Thì hóa năng nó tồn tại ở đâu? Chung lại những gì nãy giờ bạn mình nói ha, và bạn sẽ lại tiếp theo. Ngoài ra nó còn tạo ra một cái năng lượng nữa, đó là nhiệt năng. Thì nhiệt năng đó, có vai trò quan trọng trong việc gì? Duy trì bạn thân nhiệt, và từ đó chúng ta sẽ có hoạt những cái hoạt động chuyển hóa, những cái phản ứng hóa học trong cơ thể nó sẽ chỉ cần rất bình thường ha. Rồi chuyển qua tiếp theo bạn. Thì nãy giờ các bạn mình cũng nói rồi, các anh đề đi chuyển phương pháp ha, adenosine chuyển phương pháp thì nó là ATP, thì nó sẽ cung cấp là 7,3 kilocalor trong điều kiện tiêu chuẩn và 12 kilocalor trong điều kiện sinh lý. Thì cái vai trò của ATP thì nãy giờ chị các bạn có rồi, thì nay thì nó là gì? Nó tham gia chuyển hóa cơ sở ha, nó tham gia quá trình co cơ, thứ ba là gì? Tiêu hóa, điều gì sinh sản và phát triển ha. Rồi qua slide của lớp A. Rồi tới bên đây xong. Cái protein phốt phát thì chúng ta nói là cái này là một nguyên chất giàu năng lượng và nó cung cấp 8,5 kilocalor trong điều kiện tiêu chuẩn là 13 kilocalor trong điều kiện sinh lý. Nhưng mà đây không phải là cái nguồn năng lượng chính cho tế bào, mà nguồn năng lượng chính là phải là ATP. Chúng ta phải nhấn mạnh cái điều đó. Chính vì vậy đó, dù cho mà chúng ta có dư cái protein phốt phát, chúng ta cũng không thể sử dụng được, chúng ta phải chuyển thành qua ATP. Thì đây là những cái sơ đồ chuyển hóa của các chất như glucid, lipid, các bạn dạy và tham khảo thêm hơn, vậy chúng ta sẽ có những cái bài về chuyển hóa sau đó. Rồi qua bên này thì đây là cái sơ đồ từ hấp thu từ máu và thì nó sẽ đi đến tất cả các cơ quan trong cơ thể, là gan, não, cơ và các vùng khác. Thì đây dù cho là glucose hay là acid amin hay là acid béo thì nó đều ra được cái acid glycosin A nha. Thì từ cái acid glycosin A thì nó sẽ đi vào trong cái lập thể để nó tạo ra được là ATP. Thì trên cái con đường nó đi từ glucose nó đi tới ATP thì nó sẽ cộng dồn lại giống như các bạn mình nói là được 38 ATP thì như vậy. Và nếu như mà nó đi theo cái con đường chuyển hóa yếm khí thì là chúng ta nói là tùy theo cái glycogen hay là tùy theo glucose. Nếu từ glucose thì nó sẽ tạo ra được hai cái, mà nếu mà nó không hủy glycogen thì trong cái góc của nó sẵn nó khô phát rồi thì nó sẽ ra được 3 ATP. Thì cái chuyển hóa glucid thì ngoài cái nó tạo ra năng lượng ATP thì nó còn tham gia tạo ra cái acid nucleic, nó tổng hợp glycogen, tổng hợp triglycerides hàm lượng đường nhiều quá thì nó cũng tạo ra được mỡ. Rồi cái chuyển hóa protein thì nó được hấp thu trong một cái dạng là acid amin và từ đó nó tạo ra protein cho tế bào.
tám gì? NH3. Tám gì trong máu? Suy gan. Suy gan thì ta là NH3, mà NH3 thì đó là đậu, đúng không? Suy gan thì những người mà bị suy gan thì ta có thể chỉ định là hôn mê gan do người ta tăng NH3 trong máu lên. Nhưng mà ngược lại suy thận thì sẽ là tăng. Nên là những người suy thận thì ta sẽ thử hôn mê để phát hiện ra tình trạng suy thận. Rồi chuyển hóa gì tiếp? Để tạo ra những cái apoprotein thì cái phần này chúng ta sẽ học chuyện ở cái phần mà chuyển hóa lipid sau ha, còn là ngày mai chúng ta chuyển hóa năng lượng. Nhưng mà cuối cùng tất cả những cái sản phẩm từ lipid, protein, glucid thì đều có thể qua được cái không gian được là acid nicotina ở bào tư, và từ bào tư đó thì acid nicotina đi vào trong cái đi lập thể để nó tham gia vào cái quy trình rest để nó tạo ra năng lượng. Cái phần này các bạn quan tâm hơn là chúng mình nhắc bài lại để ta coi lại thôi. Rồi cảm ơn các bạn ha. Nghe là các bạn chọn bài rất là đầy đủ, thì mọi người có điểm là chỉ nhấn lại thôi. Rồi cái bài này chúng ta đi học thôi. Cuối cùng tại bài này chúng ta phải học gì? Thứ nhất, chữ dạng năng lượng liên kết cao trong tế bào là gì? Thứ nhất là ATP và creatinine phosphate, trong cái ATP là chuyển hóa năng lượng chính, còn creatinine phosphate thì là vai trò đều thôi. Thứ hai, chuyển hóa cơ sở là gì? Chuyển hóa cơ sở là nhất là chuyển hóa dành cho để tim hoạt động, để hệ hô hấp hoạt động, thận hoạt động, trao đổi máu, nhưng không tham gia quá trình con cơ điều khiển là chuyển hóa. Chuyển hóa chúng ta có thể đo được cái chuyển hóa trong cơ thể chúng ta dựa vào gì? Dựa vào cái năng lượng thải ra, năng lượng thải ra sẽ đo trực tiếp và gián tiếp trực tiếp dựa vào cái nguồn năng lượng đi qua cái bộ phận của cái phương pháp hệ hô hấp ta sẽ không sử dụng, và chúng ta chỉ sử dụng cái phương pháp là lượng oxy tiêu thụ dựa vào cái nguyên tắc là tất cả các chất sinh năng lượng trong cơ thể đều được tích hợp oxy để tạo ra năng lượng, thì chúng ta sẽ tính được cái lượng oxy từ đó suy ra được năng lượng chúng ta tiêu thụ. Được chưa bạn? Rồi bạn có